Xin chào tất cả quý vị anh chị đã trở lại với kênh channel của mình nhé. Ở video này mình hướng dẫn tiếp các bạn câu 53, câu 54 trong 114 câu sa hình. Ở câu 53 thì theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi? Các bạn nhớ nhé, câu hỏi là những hướng nào thì xe mô tô được phép đi. Ở đây có 3 hướng, hướng 1, hướng 2, hướng 3, chúng ta bắt đầu vào phân tích. Đối với hướng 2 thì cấm xe mô tô nên xe mô tô không được phép đi. Hướng 3 cấm ô tô, không cấm mô tô. Hướng 1 ok. Như vậy thì rất nhanh chúng ta sẽ trả lời là hướng 1 và hướng 3 thì mô tô được phép đi. Như vậy chúng ta chọn nhanh đáp án 3 là hoàn toàn chính xác. Câu số 54 là một trong những câu hỏi cần phải giải sa hình, phải nhớ thuật toán, nhớ quy luật. Thì mình nói bạn cần nhớ hai quy luật, đấy là nhất chớm nhì ưu, tam đường tư hướng. Thứ tự ưu tiên là hỏa, quân, công thương. Hỏa là xe cứu hỏa, quân là quân sự, sau đấy là thứ ba là công an, thương là xe cứu thương thì cuối cùng. Như vậy ở đây thì là chúng ta bắt đầu xét này, nhất chớm chứ không có nhì ưu, ưu thì hỏa, quân, công thương. Như vậy là gì nhỉ? Xe công an, hỏa, quân, công thương có nghĩa là quân sự sẽ đi trước đúng không? Cứu hỏa đây không có, vậy chúng ta sẽ là quân sự xong đến công an, cứu thương thì cuối cùng. Vậy chúng ta chọn đáp án 2 nào, anh em mình, chị em mình thử nhấn xem có đúng không. Chúc mừng các bạn đã ấn và trả lời đúng câu hỏi này. Chúc các bạn thành công.